Wow. Wow. Bực quá. Mẹ mua kẹo dẻo hamburger cho Ý mà không mua cho mình. Ý, mẹ mua cho Ý 4 cây kẹo dẻo hamburger nè. Dạ. Con ở đây ăn kẹo dẻo đi, mẹ đi làm việc nha. Dạ. Kẹo hamburger, không ăn là không được. Đã thế, mình ăn hết kẹo của em Ý rồi. Wow. Ý, kẹo dẻo ngon thế. Đưa đây, em chia cho. Nhưng đây là cây kẹo dẻo của em mà. Thì cứ đưa đây, em chia cho. Anh nhớ chia cho cô Bằng đấy. Anh biết rồi. Đây, Ý một cây, còn lại ba cây này là của anh. Anh chia vậy là không công bằng, anh chia lại đi. Vậy đưa đây, em chia lại. Cây này á là của anh, còn cây này là của em. Anh chịu vậy là không có bạn nữa, em không chịu đâu. Hai anh em nhà này có cái kẹo thôi mà cũng không biết chia, ồn ào quá. Đã thế mình lấy hết kẹo luôn cho khỏi tranh giành. Hai đứa này ồn ào quá, đưa kẹo đây cho anh. Là kẹo của em mà. Giờ có được không? Đưa đây. Còn thằng nhóc Lula, đưa kẹo đây cho anh. Không, kẹo đó là kẹo của em mà. Giờ có được không? Hay anh đấm. Đưa đây. Lần sau không được tranh giành nhau nữa nghe chưa. Wow. Bực thế. Vì em viên đền lẻ cướp á ba cái kẹo dẻo rồi. Ý đứa đây cho anh. Để anh đi theo dõi Vinh nha. Dạ. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Nhiều đây kẹo. Anh ngập mồm luôn các bạn ơi. Mà hình như có ai đi theo mình nữa các bạn. Kỳ lạ thật á, mình không thấy ai hết. Thôi kệ đi. Các bạn ơi, vừa ăn kẹo mà vừa chơi game là đã lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để kẹo đây. Ngon quá. Thôi mình chơi game đây các bạn ơi. Tiến lên đi anh em. Tiến lên đi. Đánh nó cho anh. Ai Vinh dám lấy kẹo dẻo của mình các bạn ạ. Đã thế, mình dạy cho anh Vinh một bài học nhớ đời nha các bạn. Oh no. Chạy đi. Đánh nó, đúng rồi. Bực thế. Bực quá các bạn ơi. Cái thế, mà kẹo rồi, sao lại nguyên cái ớt to vậy? Chắc chắn là thằng nhóc Lula cứ lấy kẹo rồi đổi cho mình chế ớt cái này. Các bạn ơi, anh Vinh cho em lấy 4 cái kẹo dẻo của mình à. Đã thế cho anh Vinh cày lè lưỡi ấy luôn. Hả? Lại là anh Vinh tên lẹ nó hả? Giờ đưa kẹo cho anh. Hay là anh đòn? Dạ, dạ, em không ăn đấm đâu. Đau lắm. Anh Vinh lấy đi. Biết điều đấy. Lần sau mà lấy kẹo của anh nữa là biết tay anh đấy. Giờ còn cái nịt, còn mỗi cái nịt nha. Thôi anh đi đây. Hả? Còn mỗi cái nịt, còn đúng mỗi cái nịt các bạn ạ. Mình không thể để anh Vinh lấy kẹo của mình dễ dàng được các bạn ạ. Lại phải dạy một bàn nữa đời cho anh Vinh tiền lẻ nữa rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, kẹo dẻo ngon như thế này làm sao mà lấy được của mình. Ngon quá các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ bóc cái mớ răng nha các bạn. Kẹo này ngon lắm các bạn ơi. Ngon quá. Dám cướp kẹo của mình á? Mình sẽ dạy cho anh Vinh một bài học nhớ đời nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Hả? À, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? À, 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 sao thế? Đưa nào? Đưa nào? Đưa nào đá vào chân anh thế hả? Các bạn ơi, đứa nào bịt đầu mình, đá chân mình, còn lấy ba cái kẹo của mình nữa. Bực thế, mình mà biết đứa nào lấy kẹo của mình là mình phải cho nó biết tay.